Bấm ngay vào link bio ở phía dưới phần mô tả hoặc là phần ghim comment để tới với ngay các dịch vụ về game như Liên Quân, Free Fire, Blockfruit, Toilet, Tower, Defense cũng như là tất cả thông tin về mình nha. Hello tất cả anh em, lại là mình, tài năng trẻ 30 tuổi đến từ Bình Dương đây. Thì tình hình là mình biết anh em được nghỉ hè rồi đúng không? Thì nghỉ hè thì anh em sẽ làm gì? Ở nhà chơi game? Hay là đi chơi với bạn gái? Hay là vẫn phải đi học? Thì mình nghỉ á, là đa số anh em nghỉ hè nhưng mà anh em cũng phải đi học đúng không? Nhưng mà ngoài thời gian rảnh ra thì anh em có thể chơi thể dục thể thao này, đá bóng này, đá cầu này, cầu lông, bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ, bla bla hết. Nhưng mà đừng quên lâu lâu vào xem reaction của mình cho nó vui. Tại vì reaction của mình cùng tổng hợp những clip hay nhất về Liên Quân cho mọi người xem. Mọi người không cần phải lên lướt top top nữa, mọi người chỉ cần bấm vào clip của mình thôi là mọi người xem cả ngày luôn. Đó. À, lên cân 2. Ảo thật. Hồi máu kinh khủng thật. Tại sao ta lại khóc thế này? Anh em nó dịch được từ này không? Đang chơi ông đào, mấy nãy giờ là ta còn giết đó không? Mày quay gì vậy? Hả? Thì hết chuyện chơi, riết bố láo bố liêu. Chơi vậy? Nằm dần đi, cho quen mùi đất. Có não mà không dùng thì cũng chỉ như cục đất sét chưa nặn mà thôi. Lỡ tay tí bạn ơi. Ủa, đi nhanh vậy ta? Trận đấu nóng như lò lửa vậy. Xích ra coi. Đâu nè? Vào việc thôi nào. Lại đây nào. Ước gì về Red còn cái nổi tài tăng tốc chạy như ngày xưa anh em. Cứ mỗi lần quẩy nịt xong sẽ được tăng tốc chạy. Thì về Red đẩy nó mới sướng mọi người à. Tự dưng bây giờ giảm sức mạnh buồn thật sự á. Quê quá nè. Tuyệt tác chỉ đến khi chọn đúng thời điểm. Rồi lại về với đất rồi. Tôi đi rồi đấy. Kawaii. Ý mẹ. Sorry hả, sụt sụi. Khỏi giá ba đỏ nè hả. Rum, rum, go rum. Ahui. อย่าฉันจะมาตายที่นี่ไม่ได้เพื่อนในสกุลและครอบครัวฉันจะต้องเป็นเสาหลักให้ได้เอาจริงรู้เว้ยกับบอลท่าที่หนึ่งสามเนี่ยพิทาโกรัสฮะแอดมั้งเหรอจิ้มเลยจิ้มเลยเปิดอัตเต้สตาร์เบอร์สตีมพาสิปอดิจอนเองจัดฉันphân tích những câu nói cực kỳ cảm động của ma vương tu len liệu rằng bạn có biết được ý nghĩa thật sự của nó tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần đây là câu Tại sao phải làm vua khi ta có thể là thần? Câu nói mà Ma Vương Tu Len muốn ám chỉ đến những người hay đi so sánh bản thân mình với người khác. Họ luôn áp đặt so sánh bản thân mình với người khác nhưng mà tại sao chúng ta phải giống như họ làm gì? Chỉ cần chúng ta nỗ lực làm tốt công việc của mình là được rồi đâu nhất thiết cần phải thay đổi giống người khác khi ta có thể là chính bản thân. Kẻ sống trong nắng hạ, sao hiểu được giá lạnh ngày đông? Câu nói này của Ma Vương nhằm ám chỉ đến những kẻ sinh ra ở vạch đích được sống cuộc đời như vua như chúa. Được hưởng những mỹ vị nhân gian ai ai cũng ham muốn mà không biết trân trọng mà đâu thấu hiểu được nỗi đau và sự cực nhọc của những người ở tầng lớp bên dưới. Ma Vương Tu Len là người thấu hiểu được nỗi đau đó khi ngài đã bị chính gà rán thay thế bằng một Tu Len khác. Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Câu nói này ám chỉ đến sự cố gắng Ma Vương luôn muốn ngồi vào ngai vàng mà ngài ngỡ rằng không bao giờ đạt được. Để rồi sau này Ma Vương cuối cùng cũng đạt được bậc chí tôn ở một dòng thời gian khác. Hãy cố gắng đừng bao giờ bỏ cuộc. Hay. Dán level 12. Dán level 12 là level mạnh nhất. Khi mà nếu combo đủ cách ta thì ulti hồi liên tục. Anh em đi cái ulti của dán nhá.
8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Mega kill. Tiền thưởng đấy rồi là sao? Mít dự màng tí coi chết quài. Nhưng ngủ bởi ăn ma năm chim. Thế là mình nhân dân tâm trên mình. Trong cộng đồng cũng bảy lóng trọng. Những lúc trước bé thơ, anh luôn mơ mình có sức mạnh. Để đến lúc anh lớn lên, bao ngày sau anh sẽ đấu tranh. Sự thích anh giống lúc xưa, cưới ngựa sắt trong khi rất nhanh. Sẽ quân đồ đi bằng những con xe sạch. Giờ đã biết lớn biết khôn, bao mộng mơ ngày xưa để dành. Chỉ muốn mãi mãi có em, tay cầm tay thật chặt bên anh. Và mỗi lúc nghĩ đến em, anh lại thấy như có sức mạnh. Cùng nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh. Anh không phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân. Nhưng khi đã em cần, anh sẽ luôn. Tính ra cái con Scoot này nó cũng dồn đám chết được con Chandler này. Hiện tượng song trùng ở Liên Quân thật sự xuất hiện. Thế song trùng là gì? Song trùng là những người có ngoại hình giống bạn đến 99% dù không chung dòng máu, không chung huyết thống. Thế song trùng ở Liên Quân là như thế nào? Một lõi rất là hiếm gặp mà bạn Quân đã gửi riêng cho mình để chia sẻ cho các bạn xem. Lõi này xuất hiện khi cả hai One Time Wonder Woman đang cày tết chiến lực. Trong thời gian chọn tướng mà hai bạn này không chọn, hệ thống liền tự chọn cho hai bạn đó. Và hiện tượng song trùng xảy ra. Đúng vậy, không phải là hiến thị mà hai con Wonder Woman xuất hiện cùng lúc. Em biết anh, điều đó chắc anh cũng biết. Em chỉ vừa mới đẩy hai con bắn heo thôi, cùng một trận hả? Không phải là gì anh không có bẫy đá. Mà là gì không đổ thì cũng phải sân súng, anh hiểu không? Cái gì để xem lại. Hai bạn đó và hiện tượng song trùng. Không phải là hiến thị mà hai con mình nói hẳn anh, điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay em quyết định nói hẳn. Không phải là gì anh không có bẫy đá. Mà là gì không đổ thì cũng phải sân súng, anh hiểu không? Anh có biết con gái sợ những điều gì không? Đừng đeo bám em nữa. Má, anh bị cái gì vậy? Tình yêu là thứ không nên xin xỏ, anh hiểu không? Sẽ chẳng có ai bố thí cho anh cả đời được. Phi phai mà không sân súng thì con trình cũng vậy thôi. Không có tiền, anh không thể mua được trái tim của người con gái không thích anh. Ê, em thích hoa hồng và mùa đông. Top 5 cách cày danh nhanh nhất. Top 1. Chào mừng đến với Bình Nguyên vô lần. Heo nát. Top 1. On mít à. Tướng đã bị lãng quên, không còn ai chơi nó, không còn ai nhớ nó, và đây là nó. Tạm biệt mày nha. Chiều 1. Có lẽ anh sẽ nhớ mày nhiều lắm đó. Rất là xa rồi. Chiều 2. Chiều 3. Còn nào đây trời? Nó là ai? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên nhà của mình mà cái con này ở đâu ra mà nó lại vô trong nhà của mình, nó giành nhà với mình. Ủa gì kỳ gì vô duyên vậy? Bóng nè, bật bàn. Mình tiếp này chứ đâu có gặp kiếp sau nữa. Biết kiếp sau mình đâu có còn làm con người nữa đâu mà mình gặp nhau. Tử Phù Remix. Đoán chuyển giao cho Aya bên Liên Quân Trấn à, Hách Tư à. Ôi nhưng mà anh em ơi, cho mình hỏi anh em một cái là cái con Aya nó chủ yếu nó nằm ở trên đầu người khác thì skin làm gì đâu quan trọng nữa, đúng không? We'll be right back.
đi. Nhưng vấn đề ở đây chuyện này là năm 12 tao nghe VD đắp đít trong tứ phương bất bại. Năm 16 không nơi để đi, mọi người xem tao thằng thất bại. Phụ huynh thường nói với con em là tụi tao rap rất mất dạy. Đưa hoa hồng cho đời nhưng đời lại đưa cho tao ngóng phốt lại. Khoảng thời gian dọc lô hình thành là khoảng thời gian mà trời ban. Khoảng thời gian tao và con biết nói chuyện với nhau tới trời sáng. Ngoài quán đèn xanh đèn đỏ người qua lai bản chưa rời vàng. Kẻ thù mong chờ ngày nào đó có thể rằng tao sẽ đầu hàng. Tao có enemy, rất là nhiều thằng enemy. Rất là nhiều thằng enemy để biết tụi nó đang nghĩ cái gì. Còn tao thì vẫn low key như mọi ngày mà đợi để bắt tao đi. Nhưng vấn đề ở đây chuyện này là lái xe solo với đêm ba tao gọi điện khuyên về nhà. Con không về tới khi chiếc Bentley đó đã đứng tên của ba. Rất nhiều lần gia đình của tao cũng đã cảnh báo về bồ gà. Nhiều tội lỗi chỉ mình tao biết, trên cao xin Chúa hãy thứ tha. Vài người bạn có nói với tao tao rap khác với ngày hôm qua. Xã hội này không ngừng phát triển còn mắt người đời như radar. Chân tao bước tới nơi khổ nạn nhưng tâm luôn để ma di đà. Má thằng chịu vấn nó mày quá nhờ. Bị lừa rồi. Na Ya làm gì vậy? Theo một cái chen vướng cả Vinh Diệu hồi bữa Vinh Lam anh em né đám cuối của chủ á, xong rồi cuối cùng là có một con bay vô hạ gục nắm thăng luôn á, đúng không? Rồi bắt đầu bay vô biết ngay mà lốc một thằng về rồi lồi. Cái này là chén của Việt Nam mình thì phải này, xong rồi nước ngoài nhảy lại á.
biến nào. Khó chịu. Người ngoài thấy khoán thấy những thực tế thằng này vô lấy cục máu rồi, thằng kia cũng tính vô lấy cục máu không thấy. Hey, yo, what the... Này đi cướp. What the dog doing? The game chỉ vậy là cùng. Ôi, Cafani Kimochi à? Thì ra đây là Cafani Kimochi anh em ơi. Đến đây không thể đủ điểm thi nữa rồi nên là phải học nữa, và đến đây không phải buôn chuyện với bạn bên cạnh nữa, và không thì em cũng không đủ điểm thi luôn theo bạn và các bạn nhá. Và ngồi ở trong đây chỉ để nói chuyện thôi, thì tất nhiên thì thế nữa đẳng cấp thôi. Và cô vừa nói đó rút cho cái gì, cái tư bản tư nhân, bởi vì như là Nhật Bản thì nó phải bán những cái đơn giản nhất là mồi chân điện, rồi là ấm siêu tốc, bây giờ không có điện thì bán vào đâu đó thì mới bán được. Cái thứ hai đó là các phương tiện giao thông. Nghe mình dung là gần đây, nếu đang để ý trên đường đó là xuất hiện những cái xe địa hình, cái xe giảm phân khối lớn, và những xe đó hướng lên. Dark Slayer has been summoned. Your team has destroyed a tower. The storm.